Rồi, mời em. Rồi, ngồi xuống cơ. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, chào hai bạn. Bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em chào MC, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Rồi. Em tên là Vũ Hồng Quang ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 36 tuổi ạ, quê Phú Thọ. Phú Thọ, mình hiện tại đang làm công việc gì? Em làm kỹ thuật viên bên điện, em làm ở bên Biên Hòa. Vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào 2005. Lâu rồi, 15, 16 năm rồi ha. À, bây giờ còn ai ngoài quê không em? Không ạ, mẹ em vào trong này, ở em trong này. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào anh Quang ạ, em tên là Nguyễn Ngọc Dung. Năm nay 35 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, em là khoa cấp cứu. Ồ, thì cái giờ giấc làm việc mình cũng hơi cực đúng không? Nó thất thường đúng không? Dạ đúng rồi, thì em làm theo ca. À, mình làm công việc này lâu chưa? Tính đến thời điểm hiện tại là em làm được 11 năm. Nhưng mà em là cái cương vị là gì? Phòng cấp cứu. Điều dưỡng cực lắm phải không? Cực lắm chị. Cực lắm đúng rồi. Vậy là em sinh ra thành phố luôn, quê mình thành phố luôn. Và hiện tại thì gia đình sinh sống ở Hóc Môn. Ba mẹ sống Hóc Môn hết luôn. Ba mất rồi. À, em đang sống với mẹ luôn. À, sống với mẹ và ba chị. Ba người là nhà bốn gái luôn. Sáu chị em gái lận. Trời ơi, xuất sắc. Một chút xíu sơ bộ về thông tin cá nhân thôi. Bây giờ Quang, hiện tại mình cảm nhận rằng mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống nè? Nhược điểm của em là hơi nóng tính chút xíu thôi. Em tin Quang mà em nóng nữa em chích điện ta cho chết quá. Em ghét người giả dối ạ. Ưu điểm? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, chăm lo cho gia đình. Ừ, có tật xấu gì nữa không? Em không ạ. Người không có tật xấu gì hết trơn hả? Wow, quá xuất sắc rồi. Thì mình tạm tin vậy đi, từ từ mình khai thác sau, mình tìm hiểu sau. Tin được không chị? Không biết à, cái này ta hỏi, ta trả lời cho chị cũng không biết à. Rồi, thế còn em thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn. Ừ. À, hát thì tạm nghe được, có sở thích thể thao như là xem bóng đá, bóng chuyền. Và có thể chơi cờ như là cờ tướng và cờ vua. Ừ. Còn điểm yếu của em là có thể hơi nóng tính. Hơi nếu như mình gặp người lạ thì phải khó tiếp xúc. Thân tình thì được đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Mấy mối tình rồi Quang? Ba mối tình ạ. Ba mối tình. Hai mối tình đơn phương với một mối tình chính thức. Vô mối tình chính thức nè. Mối tình chính thức mà đã bỏ hai bố con em. Ồ, em có cháu rồi. Cháu em bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ạ. Con trai hay con gái? Con trai ạ. À, vậy là đã một lần kết hôn rồi. Dạ. Sống với nhau được bao nhiêu năm? 8 năm ạ. Ly dị bao lâu rồi? Em ly dị 5 năm rồi. Nguyên nhân tại sao về em? Cô không biết cô làm việc gì mà gia đình đã bỏ qua nhiều rồi. Bố em mất, em từ nhỏ mẹ em nuôi ba chị em mà cho nên em đã thiếu tình cảm bố rồi. Bây giờ muốn cho con không muốn thiếu tình cảm mẹ nữa, đã tha thứ trả nợ. Vừa cô còn bỏ đi, bây giờ không biết cô đi đâu. Ủa, là vợ em đi mà không có nói lời từ biệt luôn. Hả? Ủa vậy thì ly dị sao? Ly dị chưa? Ly dị đơn phương ạ. Bố độc thân nuôi con thì có vất vả không em? Có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ, cũng có lúc mệt, có lúc mệt ạ. Có nội lo phải không? Bà có hỗ dạ, trợ đúng không? Dạ. Mẹ em phụ giúp em. Rồi suốt từng ấy năm lý do sao em lại chưa tìm được một cái người khác? Em là đi làm xong tăng ca kiếm tiền về nuôi cháu, xong rồi về lại phụ giúp nhà cửa nữa, cũng không có thời gian. Rồi còn em thì sao ạ? Tính đến hiện tại thì chính thức là chỉ có một mối tình thôi. Quen nhau cũng cỡ được 3 năm. Sau đó chia tay vì em nhận ra là anh tính hơi cọc cằn. Mình cố gắng mình chấp nhận nhưng mà không được. Không được. Dạ. Nhưng em có ngại lập gia đình với một người đàn ông đã từng gãy đổ và có một đứa con không? Chuyện đó thì em có suy nghĩ chứ. Nhưng mà mình sẽ xem xét về vấn đề là về tính cách anh đó có đủ thuyết phục để mình nhân lúc hay không. Dạ. Chứ còn thật sự cũng không phải là quá e ngại gì đúng không? Dạ. Ăn thua là con người thôi phải không? Giữa hai con người với nhau đúng không? Dạ. Rồi. Em mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Lớn hơn 1-2 tuổi hoặc bằng tuổi, công việc ổn định. Bây giờ em sống với mẹ, mẹ em cũng cứ bệnh hoạn hoài. Nên nếu mà hai đứa mà ở sống chung á thì nhà là phải ở đây.
Tại vì nếu như mà mẹ em có chuyện gì em chạy về thì kịp. Đúng rồi, xúc động chứ. Cảm xúc của mình thì mình cứ thể hiện thôi. Em chỉ mong muốn người sống ở thành phố Hồ Chí Minh để em có thể được gần mẹ. Dạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? 75, 76. Mà mẹ sức khỏe không tốt hay sao? Dạ. Hiện tại là có ai đang sống còn ba chị nữa mà. Thì có một chị là bây giờ là phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ. Còn tại vì em là ngành y tế á, vấn đề sức khỏe của mẹ á, thì em chăm sóc nó thuận tiện hơn. Ừ, chị hiểu rồi. Em đang ở Đồng Nai. Đồng Nai đoạn nào vậy em? Em chỗ vòng xoay Tam Hiệp ạ. À, Amata hả? Trung vừa, chỗ đó. Gần đó đúng không? Sự từ đây chạy xuống đó thì phải tầm một tiếng thôi. Giống như chị nói, tất cả các khó khăn nếu cho ta thực sự rung động thì vẫn giải quyết được. Nhưng mà đây là cái mong muốn của em là như vậy ha. Còn điều gì nữa không? Về ngoại hình hay về tính cách của một người đàn ông em cần điều gì? Hồi nãy vô chị vừa nói em là bạn nữ bên đây cao lắm thì em không biết anh bên đó có cao hay không. Em cao bao nhiêu? Em 1m67. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m63. Ờ, tại chị thấy em cao mà, con gái mà 1m63 là cao lắm rồi. Cao hổn chị. Cao hổn. Còn em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Hiền lành, chịu khó làm ăn, biết quan tâm gia đình và yêu thương em. Nhưng mà ví dụ như giờ bạn gái của mình đó là ở xa như vậy đó, thì em có thể sắp xếp cái điều kiện mà để thăm nom, để qua lại và để tìm hiểu nhau thì em nghĩ như thế nào? Có khó khăn lắm không? Không ạ, em sẽ thu xếp được ạ. Thật sự chị nói thiệt với em luôn, ngày xưa lúc chị còn trẻ là chị có trung tâm dạy nghề ở Biên Hòa, là cũng gần Tam Hiệp, chỗ bạn trai bên đây. Chị chạy xe Honda đi lên xuống mỗi ngày. Sáng khi ngủ dậy 6 giờ sáng chạy xuống dậy, 8 giờ chị dậy. Dậy xong chiều 5 giờ chạy về nhà. Tối vẫn đi chơi bình thường. Mà chị chạy đều đặn mấy năm trời. Cho nên chị nói thật với em, vì cái nhu cầu cuộc sống lúc đó là chị vì công việc, vì tiền, vì tình yêu nó còn mạnh hơn như vậy nữa. Cho nên thực sự cái chuyện đó chị thấy không có khó. Hai chúng mình về nhau thì sẽ đón mẹ về cùng luôn. Đó là sự chân thành của ảnh, tấm lòng của ảnh. Mình ghi nhận điều đó ha. Dạ. Mẹ ai cũng là mẹ thôi. Chị cũng rất là tôn trọng những cái người mà hiếu thảo. Rồi, cho chị coi tấm hình nè. Ok, bây giờ em hãy tìm đi, ảnh ở trong đó đó. Còn cô gái này là ai đây? À, đây. Trời ơi. Đó, nhìn đi, có cổ ở trong đó. Rồi, theo em cảm nhận cô ấy là ai? Một cô gái cao 1m63 có trong hai bức ảnh này. Cô ngồi giữa phải không ạ? Hay đó, em cảm nhận ảnh là ai? Nhiều quá chị ơi, nãy chị đưa em bển có ba người hả? Ừ, con thấy quá trời. Rồi, chúng ta hãy giữ nguyên và chúng ta hãy nhìn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình. Cái này cho vui thôi, mình đo cảm xúc mình tí xíu thôi mà. Rồi. Đương nhiên như em nói là ảnh đã chọn em là đúng, nhưng mà em chọn thì sai. Tại vì thật ra em đưa hình khó quá, mờ rồi mà em còn ngồi mà đông người nữa, người ta chọn không ra là đúng. Anh tặng em bó hoa. Em tặng anh cái cây. Chúc anh mỗi ngày là những niềm vui. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để chúng ta có thể vừa trò chuyện với nhau, thưởng thức một buổi ăn trưa với nhau thật là ý nghĩa. Xin mời hai bạn. Còn trang trí rất là bắt mắt. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đây là món cá thu nướng rơm Nhật Bản. Đó, đây của nhà hàng Phiêu Mường. Một món ăn rất đặc biệt. Mời hai bạn thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Rồi, chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời. Dạ, mời anh. Anh ăn món Nhật bao giờ chưa? Anh chưa. Thực sự món Nhật là đa số là cá không hả? Mẹ em là bây giờ cũng khỏe. Mẹ em không có đi được, đi lại thì khó khăn lắm. Em ăn đi. Không thích ăn cá. Không thích ăn cá. Dạ. Bố em mất lâu chưa? Ba em mất 5 năm rồi. Cái chuyện em bảo mẹ yếu thế thì lo mẹ thì cũng sao, anh cũng thiếu tình cảm bố lúc từ nhỏ rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ thôi, cho nên anh vẫn biết quan tâm mẹ. Cho nên là em không phải lo cái chuyện đấy. Em thấy là không thể rồi đó. Tại vì á, nếu như mà lấy nhau á, thì anh đi làm, em cũng đi làm, phải có một người túc trực ở nhà cho lo cho mẹ. Thuê người có sao đâu. Thuê người hả? Ừ. Thuê người ta chăm có bằng mình không? Thế em đi làm à? Nhưng mà em đi làm mà em chăm
sóc mẹ đâu. Em làm theo ca mà. Những lúc không có làm thì em ở nhà. Thời điểm đó thì em chăm sóc. Nhưng mà thuốc thang gì thì em cũng biết. Dạ. Mỗi lần lên huyết áp hay gì thì em biết cái thuốc gì đó em cho mẹ uống. Dạ. Em... Thì anh thấy nào? Anh thấy nào? Nếu như em chê thì có lọc lỗ tai không? Không, anh thích người nói thật lòng cơ. Chưa nhận xét gì được đâu. Mới nói vài câu làm sao nhận xét được? Thế cho anh hỏi là quan điểm về tình yêu thì em nào? Về tình yêu thời buổi này thì không thể nào mà tú liều tranh hay quả tim vàng được. Cả hai cùng phấn đấu cho cuộc sống, cho gia đình. Rất muốn như em. Trời ơi, có hai miếng cá hả? Ông ăn đại một miếng bự cho tôi coi coi. Tôi thèm muốn chết, tôi không có ăn. Có rồi, ăn rồi mà còn nhín nhín nữa. Với cái khoảng cách địa lý có rút lại được bớt cái e ngại đó chút nào chưa? Đường đến xuống em thì em không phải lo gì. Nhưng mà cổ chắc cổ cũng lo cái đường đâu. Nhưng mà cổ lo ví dụ mà có kết hôn rồi sống như sao. Mẹ em ấy, cũng giống như mẹ anh, cái đó không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà anh cứ thích tưởng tính thật. Có chuyện gì hai vợ chồng nhỏ hoặc lớn gì ấy, thì đều nói chuyện với nhau. Rồi, có thể là như vậy, nhưng anh này rất có lòng. Thôi bây giờ mình hỏi phụ huynh đi. Vì hôm nay là ảnh đi là có mẹ đi theo nữa. Hỏi thử xem cái khó này mẹ anh có thể có phương án nào giải quyết không ạ? Dạ con mời cô ạ. Em hôm nay đi với ai? Dạ em đi với bạn. Bạn, rồi mời bạn em vào luôn nhé. Mời em. Dạ. Trời ơi, 11 tuổi bà đô dữ ha. Bà nội nuôi tôi bọn ngon lành rồi nha. Con tên gì? Con tên là Vũ Hạ Đăng. Rồi con chào cô đi con. Con chào cô. Giỏi, con đang học lớp mấy? Con đang học lớp 5. Nay con hiểu ba con đang đi đâu, đang làm gì không? Đúng mà con. Con hiểu ba con đang làm gì không? Ba con đang làm gì đây con biết không? Con biết không? Sao vậy? Sao con nói cho cô Tường nghe coi sao nè? Sao? Con muốn lấy mẹ. Hả? Con muốn lấy mẹ. Đứt nở rồi hả? Mẹ bỏ hai bố con đi. Rồi cô Tường hiểu rồi. Bố mà tìm được một cái người để mà tìm hiểu rồi sau này mà có thể người đó làm mẹ của con vui không? Không có. Rồi giờ con nói gì với bố nè? Bố ơi, bố cố lên nè, làm sao bố cố gắng đem mẹ về cho con nè. Bố ơi, cố lên về lấy mẹ về cho con. Trời, con kêu bố cố lên thì con phải sung lên. Đúng con. Thường quá à, thường quá. Rồi. Rồi, thôi đứng đây với cô Tường, đứng đây với cô Tường. Dạ thưa bác, bác nãy giờ bác lắng nghe câu chuyện của cả hai bạn thì bác có suy nghĩ thế nào ạ? Có xin các trường với hả? Đây là cháu mẹ và cháu Quang. Thì cháu đúng là nghĩ bố cháu nó sớm mới kiểu nghĩ khổ, nó lấy cô vợ thì về đúng là cũng chiều mấy lắm, chả để ý chứ cái gì cả. Đúng rồi. Thế cái thì rỡ ra thì đúng là cũng giả nợ nần, thế là tự nhiên bỏ đi, nghĩ thương cháu, thế cũng lúc mãi bỏ lấy vợ, rửa chán chả lấy vợ, tốt tử tế thế mà tự nhiên bỏ. Thế hôm nay bác nhìn thấy cháu gái bên này thì bác có nhận xét gì không ạ? Có, nhìn thấy cô bên này trông hiền lành và trông xinh. Thế thì cơ được thì thầy làm dâu và bác đồng ý. Em nói với bác một câu đi. Nói chung là tính em không có sợ lỡ nhiều á. Gặp người lạ nè, em nói với chị rồi, gặp người lạ em nhát. Hay là bây giờ nói chuyện với người lớn ngại ngại, bây giờ nói chuyện với cháu nè. Con tới con chào cô nè, rồi con hỏi thăm bé vài câu chắc là ok nè. Chắc chắn thế nào con cũng có mẹ mà ha. Rồi cảm ơn con. Rồi hồi nãy giờ em đứng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cảm đứng đây với nội nha. Thì em thấy như thế nào? Em thấy thì hoàn cảnh của anh với nội với lại bé thì đáng thương. Em thì thấy thông cảm cho gia đình của anh. Rồi em thấy anh thì cũng hiền, cũng vui vẻ, có là người của gia đình, cũng yêu thương vợ con. Thì cái hoàn cảnh của anh thì thấy là anh đúng là người chồng tốt đó. Nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa cho nên là họ mới gặp những cái sự cố như vậy. Còn riêng đối với chị Dung á, em là đồng nghiệp với chị Dung á, thì em thấy chị Dung á, tuy là chị Dung thì có hơi khó tính,
Nhưng mà cái khó tính đó thì lại là cái ưu điểm của chị. Có nghĩa là cái gì chị cũng cần cái sự hoàn hảo, nhưng mà chị lại là người là gần như là cái gì cũng biết hết. Và không biết là anh á, ví dụ mà anh mà có việc làm mà ở trong thành phố mà anh kiếm được đi, anh kiếm được thì em nghĩ là anh có thể làm việc ở trong thành phố, để có thể là ví dụ một cái nhà riêng để ở trong thành phố để chị có thể đi làm trong thành phố, rồi anh cũng đi làm thành phố. Chị Dung thì là mẹ chị đang bệnh nữa, mà nhà chị thì chỉ có mỗi chị Dung mà có thể chăm lo được cho mẹ chị. Thì em nghĩ là nếu anh thương á thì em nghĩ là anh sẽ cố gắng tìm cách là cho chị Dung ở gần mẹ thì nó ok hơn. Còn việc mà có thể không mua được nhà thì có thể ở với nhà chị Dung, hoặc là có thể ở một cái nhà chung cư, hoặc đó cũng là một cái phương án, ví dụ vậy. Thí dụ bây giờ ảnh vẫn làm công việc ảnh ở dưới, vì anh đây cũng có bà, có cháu. Bác nãy giờ bác nghe con chia sẻ không bác? Ví dụ giờ nè, bác có thể nào hỗ trợ, ví dụ như là bây giờ cặp đôi này yêu nhau thì giờ lấy nhau, mà hoàn cảnh mẹ bạn Dung thì là như vậy, nên là cũng đứa con có hiếu thì mình cũng trân quý, đúng không bác? Bây giờ em chịu khó, em là người chạy đi chạy về được không? Trong cái thời gian này phải để lo cho mẹ hai bên, được không? Đúng không? Hiện tại có cái phương án đó là tốt nhất thôi hà. Thế đón bà sang ở với hai bà xui ở nhau. Đón bà là hai bà xui ở nhau. Thật ra chị nói thật sự luôn, mình nói đây mình bàn, mình nói như là làm khó các, không phải làm khó các bạn, nhưng mà mở ra những cái hướng. Và chị tin nếu như thật sự hai bạn có cảm xúc với nhau thì mọi khó khăn đều giải quyết được hết. Mới gặp mà mình phải cần có thời gian để mình nuôi cái tình yêu mình, nếu nó chín mùi tự khắc chúng ta sẽ có phương án giải quyết. Rồi, cảm ơn em. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Cảm ơn con nha. Cười tươi lên để cho ba lấy vợ nha con. Trời ơi, thương quá, tôi chịu trách nhiệm với cặp đôi này quá. Thôi bây giờ như thế này, hai bạn nắm tay nhau một cái được không? Chị muốn một cái cảm nhận cuối nữa trước khi chúng ta kết thúc. Hai bạn nhìn nhau 30 giây thôi. Rồi, cảm ơn hai bạn. Khi mà mai mối cho những cặp đôi như thế này thì thực sự Tường rất là nhiều cảm xúc. Nãy giờ Tường cũng không muốn làm cho bé trai buồn. Rồi con nên lấy mẹ về cho con. Nhưng thật ra Tường cũng rất là cảm động khi mà nghe những cái lời nói của một đứa nhỏ như vậy. Thường thì chị chỉ thấy chị cũng làm mai mối rất là nhiều cặp đôi rồi, nhưng mà tự nhiên thằng nhỏ nó làm chị rất là xúc động. Nhưng mà cũng không phải vì cái sự xúc động của một cái đứa nhỏ mà mình lại đưa ra cái quyết định không đúng. Em không phải bị áp lực và không chịu bất cứ một cái điều gì về cái áp lực đó hết. Chị mong muốn hai bạn đưa ra cảm xúc bằng thật từ trái tim của mình, suy nghĩ của mình là mình có muốn kết đôi với nhau và cho nhau cơ hội hay không. Mời hai bạn nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 Hết thời gian. Em ơi, ấn mạnh lại giùm chị. Rồi, cũng qua đi em. Thật là vui, thật sự Tường rất là vui luôn. Không biết hai bạn hạnh phúc được bao nhiêu, hạnh phúc như thế nào, nhưng Tường vui lắm. Hồi nãy thời Tường nói thật sự luôn là Tường kềm đó quý vị. Tại vì cái phim trường mình quay nó cũng nhỏ thôi. Từ đầu chương trình, Tường ngồi đây Tường trò chuyện với bạn trai, nhưng mà Tường đã thấy những giọt nước mắt của mẹ bạn trai ở ngoài. Là Tường cũng đã cố kềm cái cảm xúc rồi, bởi vì Tường không muốn đôi lúc có những cái giọt nước mắt nó không đúng lúc, nó làm thay đổi cái suy nghĩ của người khác. Thật sự chị nghĩ là chị sợ em không bấm nút. Chị nói thật lòng, chị sợ em không bấm nút. Tại vì chị sợ em ngại. Nói thật sự nó quá nhiều cái khó khăn. Đã một bạn trai đã gãy đổ, đã có con riêng, trong khi em là chưa lập gia đình lần nào. Mà đã vậy còn cái khoảng cách địa lý thì xa nữa. Chị rất sợ là em không đồng ý. Nhưng mà nếu chị im lặng, chị không tác động vào thì chị lại cảm thấy nó áy náy, nó cắn rứt. Nhưng mà chị sợ chị tác động nhiều quá, ví dụ như chị khóc hay là chị thể hiện nhiều tình cảm quá với bên này, thì chị sợ em lại cảm thấy áy náy và em bấm nút, nhưng mà thật tâm em không có tình cảm. Và bây giờ em bấm nút thì chị không hiểu là vì bất cứ một cái lý do gì. Nhưng trước tiên chị rất trân trọng em, vì chị đánh giá em là một người rất nhân hậu, một người sống rất tình cảm. Đó là cái mà chị cảm nhận lúc này. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật sự có ý nghĩa. Và chị cũng hy vọng rằng một lúc nào đó hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, mời em qua đây. Mời bà luôn ạ. Con lên đây con, bây giờ là vui rồi, con đứng đây nha. Thôi không khóc con, không khóc. Sao con? Đều vui rồi, ba con có bạn gái rồi, ba con có mẹ tương lai rồi nè. Có mẹ rồi, không khóc nữa nha.
kính thưa quý vị, đôi lúc trong cuộc sống thôi đây em qua đứng chính giữa đi, con đứng chính giữa nha, con đứng chính giữa đi, cặp đôi này nó phá lệ đi dạ. Rất là xúc động đúng không quý vị? Hôm nay đúng là một cái ngày rất vui khi mà Tường được có cơ hội để mà kết đôi cho cặp đôi như thế này. Chỉ có một điều Tường muốn chia sẻ là trong cuộc sống có những lúc chúng ta có những lựa chọn sai lầm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và mọi thứ đã diễn ra như ý mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta khi mà tiến đến hôn nhân hay là bắt đầu một mối quan hệ thì Tường mong rằng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Với cái ngày vui hôm nay được ghi lại và cái điều mà trong sâu thẳm Tường vẫn mong muốn, bạn trai phải cố gắng hết sức để mà nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng rằng em sẽ giữ được. Nha. Phát chương trình nói với bạn gái tức là không phải lo cái chuyện mẹ chứ gì cả. Anh cảm ơn cái đó. Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha, cố gắng nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Con cảm ơn bác, cảm ơn gia đình hôm nay đến ủng hộ ạ. Dạ vâng. Từ trước đến giờ khi mà Tường làm cái chương trình Hẹn Ăn Trưa, có thể đây là cái số mà làm cho Tường cảm thấy ấn tượng nhiều nhất. Luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Quý vị thấy đó, ngày hôm nay đã có những kết quả tốt đẹp như thế này. Chúng ta hãy tự tin lên vào cuộc đời, vào một ngày mai thật là tươi đẹp quý vị nhé. Em tên là Phạm Quý, sinh năm 1990. Phạm gì quý ạ? Phạm Văn Quý. Một bao nhiêu? 1990 rồi. Đúng rồi. Địa chỉ ấp An Điền, xã Lộc An, Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Tiếp theo đi anh. Công việc hiện tại là mình đang mở một tiệm gara ô tô ở Vũng Tàu. Mà bây giờ mình đã vừa mới ngưng lại trong khoảng tuần lễ thôi, mình đi học tiếp với công việc khác á. Học công việc gì anh? Nơi học công việc khác là buôn lốp xe tải để làm về công việc lốp thêm á, nên mình đi bên gara lại học thêm về cái buôn lốp xe tải. Đúng rồi, mình làm bên vì xe tải thôi. Rồi ok. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ anh quý nhỉ? Điểm mạnh đó hả? Điểm mạnh thì mình giao tiếp mình giao tiếp được. Thân thiện. Rồi, còn gì đó? Tính cách thì nói chung là giỏi. Rồi, điểm yếu. Điểm yếu mình hả? Điểm yếu là nói chung mấy điểm yếu là vấn đề là do mình chỉ là nói về công việc thôi, là nhậu không được nè, không hút thuốc nè, nhậu được khoảng vài lon là xỉn rồi, lại hút thuốc thôi. Dạ vâng rồi. Dạ vâng rồi, ok anh, vậy thì anh có mấy mối tình rồi nhỉ? Mình thì hai mối tình rồi. Một cái mối tình là năm 22 tuổi ấy. Rồi, anh kể đi. Rồi cái mối tình đó thì kết thúc trong cái gọi là lúc đó là cũng đang học đi học lại kia đầm lâm đó. Rồi. Rồi sau này mối tình là chia tay ở bên Nhật. À hồi đó là anh đi học bên Nhật à? À anh đi làm thôi. Là mối tình đó là quen lâu nhất khoảng 6-7 năm gì đấy. Rồi mới chia tay năm ngoái, là mình về bên Nhật về hồi năm ngoái, tháng 4 năm ngoái. À cái mối tình thứ hai là bắt đầu đi lúc mà đi học bên Nhật đúng không? Đúng rồi, đi làm ở bên Nhật. Rồi. Cô đấy cũng người Việt Nam ạ? Đúng rồi, cũng người Việt Nam luôn. Chia tay rồi anh đi về à? Đúng rồi, do những cái vấn đề hồi trước cũng làm nên vấn đề tài chính đó. Thì cũng nói chung là làm đó thì thất bại đi. Thì nó xảy ra những cái chuyện xích mích này kia gọi. Rồi trong lúc đó thì cũng áp lực này đủ thứ á. Nên cũng dừng lại và kết thúc thôi. Dạ rồi. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như nào anh ha? Hơi cao hơn cỡ
1m58 đổ lên. Rồi. Người hiền lành. Rồi. Còn gì đâu? Công việc thì nói chung là sao cũng được. Rồi. À, vị trí vùng miền sao? Vị trí như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, Vũng Tàu. Rồi, các tỉnh nhận thôi. Người nhỏ tuổi hơn nha. Rồi. Nhỏ tuổi hơn. Chưa lập gia đình lần nào, chưa lập gia đình lần nào. Rồi. Ok. À, còn yêu cầu gì nữa về bạn gái không? À không anh ơi. Ngoại hình có yêu cầu đặc biệt gì không ạ? À, nói chung là biết hiền lành, nói chung là hiền lành. Rồi. À, gọi là gì ta, sao ta? Gọi là biết trên nhường dưới. Biết chiếc kính. Rồi, ok. À. Rồi, anh có hay hát không nhỉ? Văn nghệ ca hát gì không? À, lúc trước thì nói chung tuổi trẻ thì hát, hò này kia đủ thứ các kiểu. Giờ là hết rồi, giờ chỉ lo làm thôi, làm ăn thôi. Rồi, dạ em cảm ơn anh Quý nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, thì chương trình hỏi thăm anh một số những cái thông tin cơ bản thôi. À. Nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì bọn em sẽ liên hệ với anh ha. Mà hiện tại là mình cũng đang học và làm ở Bình Dương. À, hiện tại là đang học và làm ở tại Bình Dương luôn. Đúng rồi, ở Tân Vạn. Tại cũng mới lên nha, khoảng 1 tuần lễ thôi. Rồi. Tương lai là về Vũng Tàu thôi à. Ok anh. Dạ rồi anh nhá. Dạ, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Dạ ok. Ok, kiểm tra anh. Nghiệp của mình đi. Tên Bùi Văn Bách mà quê nguyên quán là ở Hòa Bình, quê Lạc Sơn Hòa Bình. À, giờ anh định cư ở trong Bình Dương rồi. Địa chỉ ở trong Bình Dương là anh sinh năm bao nhiêu? Dạ. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 1986 em ơi. Rồi, nghề nghiệp của anh là gì nè? Anh đang làm trong công nhân vận chuyển hàng hóa trên công ty lốp ô tô Công Hồ á. Sản xuất lốp ô tô Công Hồ. Vận chuyển hàng hóa ô tô hả? Rồi, ok. Bây giờ anh nói sơ giúp em về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Tính cách của mình á, điểm mạnh của mình là gì? À, yêu là gì? Yêu nhược điểm ha. Điểm mạnh á, tính cách của anh á. Tức là điểm mạnh của anh thì chăm chỉ rồi chức năng thôi, còn yếu quá thì có hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái điểm mạnh anh còn cái gì ấn tượng nữa không? Ví dụ ví dụ giờ đấy ba hồi quay chơi với là làm chưa nói chịu khó này. Rồi bây giờ anh nói giúp em về cái tình trường đi. Anh biết vợ anh từ lúc vào đây anh quen vợ anh là giống như là người đầu tiên luôn á. Anh đã kết hôn rồi hả? Đúng rồi. Nhưng mà mình có mấy cháu? Hai cháu giờ đang ở với vợ rồi. Hay ly dị hai vợ rồi. Để ở với vợ là vợ nuôi á. Tại vì con á thì tình nguyện theo gì nhỉ? Nó theo mẹ không chịu với bố á, thì nên chui chủ yếu sửa cấp nuôi con thôi. Hai vợ chồng thì có rồi bây giờ anh có sơ giúp em về cái anh gặp gỡ của ấy như thế nào, quen nhau ra sao, rồi lý do trước là chị ấy làm chung ở chung cái phòng giấy phòng trọ á, thì quen nhau á trong một thời gian lập gia đình rồi hai vợ chồng làm được ngôi nhà rồi cuối cùng vợ đi sang bên ý là cảm thấy là lúc đó này khó khăn á, vợ thì kêu là sang đi làm xuất khẩu để kiếm thu nhập thêm
để về để có cái vốn để làm ăn kinh doanh gì đó, mà đi được 3 năm thì vợ về và đòi ly hôn. Rồi hỏi nguyên nhân tại sao, vợ cứ nói là hồi trước anh không gì nhỉ, không chăm lo cho vợ, nhưng mà thực ra thì lúc đó đâu không chăm lo cho vợ, sau sinh được hai đứa này nọ, lúc đó hai vợ chồng khó khăn quá, ai cũng tập trung vô làm công việc á, đến lúc gia đình vợ đi được 3 năm thấy về nói câu đó thôi, không biết không có lý do gì, nó hỏi nó không có lý do gì, chỉ như vậy thôi à. Vẫn không biết, tới hiện tại vẫn không biết lý do là tại sao mình lại như vậy đúng không? Ý là em anh không biết lý do, chỉ có biết lý do như thế để chị vợ anh chia tay thôi, chứ anh hỏi lý do thêm đấy thì vợ anh cứ nói vậy thôi. Rồi vậy thì bây giờ anh đã độc thân được bao lâu rồi? Anh độc thân mới cỡ năm à, tại vợ anh mới về năm 2022 để ly dị á. 2022 là ly dị vợ đúng không? Nói về có lý do này đó, anh như anh nói đó, nó cứ đòi ly dị cho bằng được, chứ hay là nếu mà anh có, anh nói là thôi vì con vì cái thì hai vợ chồng cố gắng lên, nói là giờ cái tình cảm không có này cố gắng kết cũng đâu có được, ý là vậy thì thôi, vậy thì anh phải chấp nhận thôi, chứ không thể níu kéo được cái tình cảm được. Ok, vậy bây giờ anh mong muốn tìm kiếm bạn nữ như thế nào nè? Ngoại hình đi. Anh thì bình thường thôi em ơi, giống như là có gì được rồi, được rồi. Còn mà người nhìn được như thế nào? Như là cho em nhìn được là như thế nào? Anh cho em một cái chiều cao nhất định đi, anh cho bao nhiêu? Anh cao 1m7. Nếu mà được thì tầm 1m6, 1m6, 1m85, 1m55 đến 1m6 là đẹp. Rồi, 1m55. Người mà có gia đình, mà chỉ là ý có cái người phụ nữ đó phải hiểu được cái anh đã từng lọt qua một lần đổ vỡ á, rồi có thể chấp nhận là cái anh cũng có hai đứa đấy, anh cũng phải trợ cấp nuôi con một đứa đó em. Rồi ví dụ như người phụ nữ ấy đã từng kết hôn và có hai đứa con, thì anh có ví dụ như có con á, thì anh có chịu chấp nhận không? Ôi, con ý là cái người phụ nữ đã có con đây hả em? Ừ, họ cũng giống như anh vậy đó. Cái đó anh cũng hơi tại vì anh chỉ muốn là có con chung, em sợ là mình sẽ làm cho người đó để khó xử thêm, nên tốt nhất là mình có một đứa để được, cái hai đứa này một mình chắc không rồi, tại vì anh có nhà đây rồi, nhưng mà tầm bây giờ làm nhà có tiền nhà, anh làm nhà anh phải lo tiền nhà đó, lo đến cả ba đứa con nữa, nên cũng cảm thấy nó thu nhập anh giờ có khoảng 20 trở lại à, nên nó cũng không có. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã có con? Dạ. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã kết hôn và có con hả? Không phải không đồng ý, mà anh đồng ý anh sợ là sợ như vậy thì sẽ làm khổ thêm cho người phụ nữ đó. Bây giờ thế này, ví dụ như là bạn nói là bạn phải lo cho ba đứa con của bạn, thì đương nhiên ok, người phụ nữ đó khi mà người ta bây giờ người ta chỉ cần kiếm một người bạn, cái người mà phụ nữ họ chấp nhận, họ kiếm một cái người làm bạn tri kỷ với họ thôi, chứ họ không phải kiếm một người đàn ông để dựa dẫm. Bạn hiểu ý của biên tập đang hỏi bạn không? Có nghĩa là nếu như người ta đang có con thì bạn có chấp nhận hay không, cũng giống như vợ bạn bây giờ đang nuôi con bạn mà đi lập gia đình mới vậy đó. Cái vấn đề đó là như thế. Ví dụ bây giờ bạn không chấp nhận người phụ nữ mà đã có con mà mang theo bên mình, thì liệu rằng là vợ cũ của bạn, người ta có hạnh phúc với một người đàn ông người ta cũng suy nghĩ như bạn hay không? Đúng không? Bạn đi tìm hạnh phúc mới thì vợ bạn cũng phải đi tìm hạnh phúc mới, mà vợ bạn thì đang nuôi ba đứa con của bạn. Vậy đã hiểu rồi, tại vì anh bị cái này bị sốc bởi cái vụ là mà vợ anh cứ nói là từ lúc khổ này nó chê anh là anh mới có ác cảm như vậy á, không có gì đâu. Nếu mà có người phụ nữ mà nếu mà có con hay gì hết, quan trọng là thương mình, hiểu mình, là cái đó chấp nhận bình thường thôi em, không sao cả. Đúng rồi đó, thì có quan trọng là bây giờ là người ta có đứa con thì bạn có chấp nhận hay không. Còn đương nhiên là người phụ nữ người ta có con, người ta nuôi con, người ta được đến chừng này như tầm tuổi bạn thì đương nhiên là người ta cũng không giàu, nhưng mà đương nhiên người ta cũng nuôi lo được cho con người ta rồi. Còn sau này về hai người làm chung kinh tế thì nuôi con anh, con tôi, con chung của chúng ta, thì đấy là hai người tự thương lượng với nhau, tự trao đổi với nhau sau này.
Còn cái quan trọng là bạn có chấp nhận cái thực tế là người ta đã có con hay không. Cái đó anh chấp nhận được em ạ, không sao cả. Quan trọng là thôi là ok, chốt deal là có con cũng được đúng không? Thôi My hỏi tiếp đi My ơi. Nhưng mà ưu tiên là nếu mà người nào chưa, tức là người phụ nữ nào mà đã xây dựng mày giống như là bị vô sinh thì cũng được đúng không? Quan trọng là anh chỉ muốn về là cùng xây dựng gia đình với anh thôi. Thì đương nhiên rồi, cái này mình đang hỏi nhiều option để mình lựa chọn. Chẳng hạn như một cô cũng không có con nhưng mà cô lại không đạt những cái tiêu chí khác bạn đưa ra. Nhưng mà cái cô đang có con thì cô lại đạt hết, đạt đa số những cái tiêu chí mà bạn đang đưa ra. Dạ. Nên là mình sẽ phải bên chương trình người ta sẽ phải đưa ra rất là nhiều cái tiêu chí để bạn có thể dựa vào đó, bạn đồng ý với các cái sự lựa chọn đó thì cái cơ hội của bạn nó sẽ rộng mở hơn. Còn nếu bạn chỉ khăng khăng là một người phụ nữ là chưa từng có con thì đương nhiên như vậy nó cũng sẽ khó. Người ta chưa từng có con, người ta cũng có thể là một là người ta không muốn có con thì người ta cũng không muốn tìm một người đàn ông đang đèo bòng, bạn hiểu không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, người phụ nữ bạn muốn được cái lợi cho bạn thì người phụ nữ hay là những người còn lại họ cũng muốn có cái lợi cho họ. Cho nên là ở đây là chương trình không phải là đang ép bạn mà chương trình đang đưa ra rất là nhiều cái sự lựa chọn để bạn có thể bạn lựa chọn một trong số những cái lựa chọn đó mà cái nào nó cũng có thể là phù hợp với bạn. Không, ý là đang nói cái ý nói ra như vậy thôi chứ còn đồng ý là những người cùng cảnh ngộ về như vậy cũng chấp nhận là mà quan trọng là hiểu nhau là chính thôi em. Ok, rồi vì bây giờ anh cho giúp em về tuổi tác đi, con số nhất định đi. Anh mong muốn người bạn nữ của anh là cỡ tuổi bao nhiêu nè? Tầm 30, 35 trở lại được rồi em. 28, 30, 35. Tại vì tuổi đó nó cũng còn trẻ quá thì đôi lúc mình sẽ sợ là mình không có cùng quan điểm á. Ừ, trẻ quá phải chiều họ lắm đúng không? Dạ. Rồi, ví dụ như giờ quê quán đi, anh mong muốn bạn nữ ở đâu nè? Dạ, đâu cũng được em ạ, cũng không quan trọng cái đó, quan trọng là đấy thôi. Nhưng mà nói về ưu tiên đó thì anh vẫn thích ở trong này hơn. Trong này anh quen rồi, sống mấy năm rồi. Rồi, ok. Anh còn có gì mong muốn bạn nữ nữa không? Chỉ là anh chỉ cần người đó giống như là hướng về gia đình nhiều thôi, chứ không chỉ là anh không thích cái sự giống như là ăn chơi bời được nữa. Nhưng mà mình vẫn lo, chỉ là mình vẫn lo rồi thế. Mình đang xác định mình thương người nào đấy, mình cần phải lo cho cô người ấy về hạnh phúc thôi. Mình không muốn làm sau này là cái chuyện mà làm cho người ta khổ đau nữa. Tại vì bây giờ là anh một năm nay là anh gầy gò lắm, tại vì anh thương con anh lắm. Mỗi khi ôm hai đứa là mình không biết làm sao mà mua được người một người mẹ giống như vậy. Biết là rồi, biết là okay. Không thể có được. Rồi ok. Rồi thì đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc sâu với anh hơn ha. Dạ, cảm ơn ạ. Tại này này cũng anh cũng quên đấy. Anh các bạn nó gấp quá, nó kêu lại làm giùm nó đấy. Hiện tại anh đang ở đâu ạ? À? Công việc của anh là gì ạ? À? Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Hiện tại anh cũng đang ở Thanh Hóa luôn. À, đúng rồi. Ừ rồi, hiện tại anh đang ở Thanh Hóa. Vậy anh làm công việc gì? Mình làm bên bất động sản. Sale hay sao anh? Đầu tư. Rồi. Ok, anh là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? À, điểm mạnh của mình là thu hút hoạt động. Rồi. Điểm yếu à? Có trách nhiệm trong công việc. Rồi. Điểm yếu của anh? Đấy, cầu tính công việc không? Có trách nhiệm trong công việc. Cái gì nữa? Với cầu tiến trong cuộc sống, với cái cầu tiến. Rồi, dạ vâng. Ok. Điểm yếu của anh là gì? À, điểm yếu của mình là đôi khi hay là quên. Rồi.
Dạ anh vẫn nghe là tín hiệu chứ đúng không ạ? Vâng, vẫn nghe được ạ. Dạ ok. Anh trước giờ anh có mấy mối tình rồi? À trước đây là mình đã từng đầu óc trong hôn nhân. Mình sinh sống và làm việc ở 12 năm bên Đức Hà. Bên nào anh? Bên Hàn Quốc ạ. À, sinh sống làm việc 12 năm Hàn Quốc. Bây giờ tập trung nói vào cái cuộc hôn nhân mà mình đổ vỡ đi anh. Dạ. Sao ạ? Bây giờ anh tập trung nói về cái cuộc hôn nhân mà đổ vỡ. Thì anh với chị sống với nhau bao nhiêu năm? Đã từng có cháu nào chưa? Dạ. À, hai vợ chồng sống với nhau được gần 3 năm. Dạ, có cháu nào chưa? Một cháu gái 6 tuổi. Cháu gái bây giờ đang ở với mẹ hay với ba, với bố ạ? Cháu gái đang ở với mẹ. Dạ vâng. Thì cái hồi cái giai đoạn này thì là anh lấy vợ là lúc ấy bên Hàn Quốc hay ở Việt Nam? Sao cơ ạ? Cái lúc giai đoạn mà anh lấy vợ là anh với chị sống Hàn Quốc hay ở Việt Nam? Lúc giai đoạn mà mình lấy vợ đó là mình đang sống ở Hàn Quốc. Dạ rồi. Thì theo anh cái lý do là lý do hai vợ chồng tan vỡ ạ? Hai vợ chồng lý do xảy ra nhiều mâu thuẫn là quan điểm sống không đồng điệu với nhau, không đồng cảm. Rồi. Không trung thực với nhau. À rồi. Rồi cho em hỏi về cái hình mẫu lý tưởng của anh ha. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình người như nào? À, mình thì không có hình mẫu lý tưởng gì, nhưng mà mình thích một người con gái là có khuôn mặt phúc hậu, hiền hòa, biết quan tâm, thành thật với nhau trong tình yêu. Rồi. Chiều cao, cân nặng. Chiều cao từ 1m54 trở lên. Rồi. Cân nặng thì sao? Cân nặng thì từ 47kg đến 60. Rồi. Bạn này bạn đang ở đâu thì tiện cho cái việc hẹn hò của mình ha. Nếu có thể được thì là còn nếu không thì người miền Trung, người miền Bắc. Người miền Trung hoặc người miền Bắc ha. Công việc còn người miền Bắc. Rồi. Anh đầu tư bất động sản như này thì nhà cửa mọi thứ là anh đang ở Thanh Hóa hết đúng không ạ? Ờ, mình ở Thanh Hóa hết. Rồi, okay. Sản ở Thanh Hóa hết. Rồi, nhưng mà nếu chẳng hạn như mà ở đâu qua thì có điều kiện sống tốt thì mình sẵn sàng tốt cho cuộc sống là được. À, không biết là em hỏi này bây giờ cái này là trung bình về thu nhập của anh á, thu nhập của anh trung bình một tháng là như thế nào? Hiện giờ mình làm bên bất động sản và tài chính, tức là cái vay tín dụng ấy, thì cái mức thu nhập nó không phải là cái mức cố định. Là bao nhiêu, cần con số trung bình nghe. À, trung bình khoảng 25 triệu. Đó, dạ vâng, cái kiểu hèm hòm hòm vậy thôi. Rồi, ok, em cảm ơn anh Hiểu nhá. À, dạ vâng, chương trình. Dạ vâng, thì có gì chương trình tìm được người phù hợp thì sẽ alo với anh. Dạ vâng, cảm ơn chương trình.